Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm về khẩu AK-47 Ross. Một khẩu súng cũng rất là ngon. Nhìn vào cái cây này thì nó gợi cho mình hai điều. Một là rất là nữ tính, hai thì rất là giống đồ chơi. Hai cái đấy kết hợp với nhau gọi là, người ta gọi là gì ta? Đồ chơi của con gái đấy. Rồi chúng ta sẽ lên đây. Hôm nay thì mình sẽ chơi cái map đền cổ nha. Cái map này thì cũng giống với lại cái map bên Trikit, nhưng nó được mod lại tuất hơn rất là nhiều. Cái này map này không được rộng lắm, nó chỉ bo bo xung quanh thôi, nên việc đi săn nó rất là khó. Anh em cũng có thể thấy, nhìn lên cái ping của mình nhá. Cái ping dạo này nó tởm vơ cơ lơ. Thế mèo là ping cứ tầm 6x với lại 7x. Hồi trước nó chơi 4x, 5x rất là phê. Bây giờ lên 6, 7x thì nó rất là khó săn. Rồi, đã thế map còn khó chơi nữa chứ. Anh em, người ta cũng có câu là giang hồ hiểm ác không bằng mạng lác Việt Nam ở đây. Giết người. Ủa, đứng cái chỗ này, mình rất thích đứng cái chỗ này. Tức không thể nào lên được. Tức thằng nào muốn vào đây mình bắn sấp mặt. Đấy, chỉ cần kênh ở phía dưới thôi. Đấy, khi mà nó, ủa, rồi lỡ chân. Lớp này, cái định mệnh, thôi, biến luôn. Rồi, trên trời hàng vạn đi sao, dưới đất chỉ có mình tao anh hùng. Lại đây, tao sợ chúng mày quá, đấy. Rồi, lại đây mà kênh. Hiện tại thì ngoài trời đang mưa rất là to, đang bão mà, vừa săn zombie vừa bão. Thôi bạn ơi, mấy thằng nhây nhờ. Này thì nhây, mấy thằng này cực kỳ nhây luôn ý. Cứ đứng nó khôn lắm anh em ạ. Ở đợi mình rớt xuống là nó cào rồi. Sao bạn lại khôn thế? Khôn thế thì hết phần mình. Rồi các bạn thấy khẩu súng của mình nó mạnh không ạ? Trời xin cái khiếu thằng họ, trời xin cái khiếu trăng hoa, lại cho cái ấy gấp 3 người thường. Đấy, trâu bò. Làm gì cơ? Tao lại sợ mày quá cơ. Lại đây à. Úi dồi, thơm thế. Rồi thằng tiếp theo. Đợi giờ ơi, thế này chắc là không có ai đuổi theo mình được rồi. Úi dồi, lại thêm được một mạng. Thơm thế nhở. Anh em lại đây nào, nhìn ít kêu á. Vì gì đâu. Úi dồi. Rồi F11 kích nó đi. Khắm thế à rồi. Hiện tại thì mưa nó rất là ồn nên mình phải thoát ra vào lại để gắn cái mic vào nhá. Rồi vào lại trận khác thì chúng ta lại săn lại từ đầu thôi, làm lại từ đầu. Ở nhìn cái bụi cây này giống kiểu Battleground anh em nhở. Bựa vờ lờ ạ. Rồi chúng ta sẽ cái đỉnh mậy tí lên tẩm du. Không xong rồi. À, thằng này phơi hàng ở đây. Tao lại sợ mày quá cơ. Rồi, làm gì đấy bạn ơi? Bạn đứng cao quá. Trời, cao quá cơ. Mình không cao tới đâu. Này thì đùa với cương thi này. Tuy nhiên đứng cao quá ấy. Nguy hiểm. Rồi, chúng ta sẽ không biết nên vào lòng không đây. Tại vì mình không thích vào lòng lắm. Chắc là mình sẽ đứng lên đây. Vào lòng đi, thẩm du nó bình thường quá rồi. Nó chả có gì là hay. Ôi sao lại rớt ra này. Đùa. Rồi cho lên cái chỗ này nó rất là hay lắm. Nên nếu mà khi mà anh em chơi thì anh em nên cẩn thận một tí. Không lại nó lag một phát là rớt luôn. Đấy, giang hồ hiểm ác không bằng mạng lag Việt Nam. Héo lời. Rồi sao không nhìn thấy ai ấy nhở. Úi ôi, bọn kia nó cầm sniper. Nó sấy như đúng rồi ạ. Phải bảo là sấy cơ. Chứ bọn thẩm du đấy mà nói bắn thì quá bình thường rồi. Úi gì đấy, chết hết rồi. Chuẩn bị có hero. Rồi một người nữa thôi. Sao hero trong cái map này chỉ có một người làm ấy nhở. Bên cái map và Hoàng Lăng thì tận hai người. Chắc là đây map bé quá nên nó chỉ cần cho một hero thôi. Rồi mình tao cần tất. Ôi, tuy nhiên thẩm du rồi, hai đường kia. Không xong rồi. Biết thế mình vào trong lòng thẩm du với nó. Rồi, pha đấy mà vào cũng không kịp đâu. Giờ xem nào. Trên trời hàng vạn vì sao, dưới đất mình tao anh hùng. Ô, cái điện mệnh gì đấy. Sao bị cáo nhở. Này thì cào xa này. Hách này. Này thì hách này. Đùa. Hero súng đấy. Tao lại sợ chúng mày quá cơ. Lại đây, bố mày cân. Ủa, liếc cái gì bạn ơi. Lướt ngay.
cút cút ra để tôi thể hiện. Ủa, tôi kìa. Phải té 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 nhanh, đừng bao giờ đánh phụ nữ, dù nó chỉ là một cành hoa. Mà hãy lấy cái khăn mùi xoa mà gói thêm cục gạch vào. Thôi xong rồi, biết ngay. Điền lắm rồi cái bọn này, toàn thẩm du. Thế mà lúc làm zombie bài chơi hay vờ lờ. Rồi giận dữ không tự mất đi, mà nó chỉ chuyển từ cơn giận của người này sang nỗi sợ hãi của người khác. Mình sẽ lên đây, lên đây thẩm du cho nó chắc chuyện. Rồi đứng ở chung trong cái đấy thì không sướng lắm anh em ạ. Trong đấy làm cái gì mà phải có nhiều zombie cơ. Chứ còn ít ít như thế này thì vào trong đấy đứng há mồm rồi, chứ chả có gì hot. Há mồm, há mồm chờ sung. Sung không rụng thì há làm cái gì. Nhìn map này cũng khá là đẹp, nhưng thôi, anh Tơ đứng ngay trước mặt rồi, nhìn cái gì đây nữa. Ôi Tơ kìa, ôi bạn ghê quá. Rồi té ngay đi bạn ơi, làm cái gì mà căng. Úi dồi, cái định mệnh bạn nữa. Chơi nó khôn đấy nhở. Rồi thầy xanh thì ít mà lý tông thì nhiều. Úi dồi, thôi. Nó không đùa, nó không cào mình kìa. Rồi chết rồi, thôi mình sẽ vào trong đây. Cover cho mình nhanh. Ô, cái định mệnh sao không vào được. Rồi hay quá. Rồi shit thì bị cào. Vào được đây thì kiểu như là vớ được vàng rồi. Rồi, chúng ta sẽ đợi một lát. Hôm nay thì bão rất là to nên thực sự là việc mà mình chơi nó không được tốt lắm. Rất là ồn ào. Gì đây? Cào cấu cái gì? Hôm nay ngồi trong đây thì chỉ sợ hết đạn thôi. Trong đây mà cầm đua Gatling thì đúng là tuyệt vời. Đấy, đợi zombie nhiều nhiều một tí, không cho thằng nào vào. Cái này vẫn chặn được nhá. Bạn các bạn đứng đầu chạm thì nó sẽ không vào được. Như thế thì zombie rất là đông. Tầm đứng tầm 2 thằng. Úi xổ ơi, vào không được đâu, nó cào xuyên tường đấy. Khắm một tí là bên đây nó cào xuyên tường nhá. Chứ không như bên Trikick là các bạn phải đứng cũng có khi lại không cào được. Mình thấy xác suất cào được nó rất là thấp. Mình có chơi rồi, mình hay hồi trước thì mình hay vào thủ trong đây. Rồi hết đạn rồi. Khám thế. Hết đạn rồi. Mình không mang theo lục cover ạ. Không thì kiếm thêm được ít kill. Cái gì đây? Rồi đi một bầy luôn. Bựa vãi. Rồi. Nhìn map này nó rất là đẹp nhưng nó bé quá. Nếu mà làm nó rộng rộng tí nữa thì đúng là tuyệt vời. Ta đi xuống cái này. Để xem. Mình sẽ qua đây đứng. Úi dồi, hết hồn, cứ tưởng là không qua được. Không qua được thì nếu mà bị zombie móc thì thốn lắm đây. Cái chỗ này nó rất là dễ bung anh em ạ. Tại vì map này nó rất là lỗi. Map này lỗi lắm. Bung nó rất là dễ. Sao Tơ lại ngáo ngơ thế này nhở? Không được rồi. Thế này thì ít zombie quá. Rồi. Mấy thằng zombie non này thì nó lại nãy thì thẩm du cho lắm vào. Bây giờ làm zombie thì không chịu đi san đi. Khốn nạn. Này thì bay với nhảy này. Bay này bay. Bay cho cố vào. Không cào được thằng nào. Ủa ơi, liếc cái gì? Nó thẩm đông thế này bảo làm sao. Mình cũng không xuống mà mình cũng không dám đi săn luôn. Không thể đi săn được. Tại vì đây nó rất là khắm. Ui chết chết cái gì đấy. Cái gì đấy. Ui thôi bạn ơi. Bạn làm gì mà căng. Rồi nhấp nháy kìa. Chắc là đi cận chiến thôi. Mất bà nó cái giáp rồi. Khá là khoai. Vẫn lên được. Nhảy hên xui vẫn lên được. Lá đi ra.
Hiện tại thì ở cái chỗ mình nó bão rất là to. Chắc là mình sẽ săn một tí nữa. Rồi mình ghép nhạc vào. Đúng rồi, bình luận nó ồn ào cực luôn ý. Khó chịu vờ lờ. Ui, bay với nhảy kìa. Thằng kia nó bay bên cạnh cũng ăn được. Đùa. Giết người. Giết người là đây. Rồi, rồi nát quá. Chơi mình sẽ nghịch ngu một tí. Chơi như này mất vui anh em ạ. Bọn này sân này nó săn cái kiểu gì? Không làm được gì nhau. Rồi, cần một sự nghịch ngu. Cần một sự nghịch ngu ở đây. Thôi, để tao. Tao sợ chúng mày quá cơ. Để xem. Chúng mày làm... chúng mày thủ kiểu gì đây? Rồi. Này thì thủ dâm này. Rồi, chém, chém. Chém cái gì? Đùa. Rồi, vào đây. Á, đủ. Nó không làm. Ấy, chết. Kìa, sau lưng. Chết này. Rồi, thôi, tôi. Đừng cào mình nhá. Rồi, chết này. Rồi. Cái điện mới. Trời. Cái này gọi là chơi ngu. Chơi ngu là đây. Không sao. Cay bọn này lắm rồi. Phải cho chúng nó chết một bữa. Thẩm du như gì. Bọn này thẩm du kiểu đấy không liệt stream à. Kinh vờ lờ. Rồi top 1 vẫn ok. Sàn nó rất là mấy map này chỉ vào nghỉ cho vui thôi. Chứ còn đi săn theo kiểu kỹ năng đi săn thì thực sự là không được. Rồi chắc mình sẽ kết thúc clip này thôi. Bye bye các bạn.